Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái dạng số 4 trong cái chuyên đề về con lắc lò xo. Đó là lực kéo về và lực đàn hồi, hay còn gọi là lực hồi phục hoặc là lực phục hồi và lực đàn hồi. Đấy, có rất nhiều cái tên cho cái lực kéo về, lực hồi phục hay lực phục hồi. Thế thì đầu tiên, các em phải xem lại cái lý thuyết cho thầy, xem lực phục hồi và lực đàn hồi khác nhau và giống nhau như nào. Đấy, và cách xác định nó ra làm sao. Đấy. Và đây là một trong những cái gì? Một trong những cái dạng khó của con lắc lò xo, bởi vì rất dễ gây nhầm. Bản thân khi hỏi đến lực cực đại, cực tiểu cũng đã phải phân biệt rồi. Vì lực cực đại thì có một công thức thôi, nhưng lực cực tiểu, ép đàn hồi cực tiểu thì có đến hai công thức liền. Thì các em nhớ cho thầy này, đối với con lắc lò xo làm ngang, con lắc lò xo làm ngang nhé, thì lực phục hồi và lực đàn hồi là như nhau. Và công thức là F bằng K nhân X, F max bằng K nhân A và F min bằng 0. Như vậy là đối với bài con lắc lò xo làm ngang thì cái cách tính nó rất là đơn giản. Do đó khi đã hỏi đến lực đàn hồi và lực phục hồi thì cực kỳ hiếm khi người ta cho cái dạng bài toán con lắc lò xo làm ngang vì nó dễ quá. Nên chắc chắn người ta sẽ cho là lò xo treo thẳng đứng, vì cái khó nhất của con lắc lò xo chính là cái bài toán treo thẳng đứng mà. Tiếp theo thì lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng. Không biến dạng là vị trí L0 ý. Đấy, lực đàn hồi là một lực tổng quát, chính là gì? Lực đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng. Còn lực hồi phục là lực đưa vật về vị trí cân bằng, mà ở vị trí cân bằng thì lò xo đã bị biến dạng một đoạn delta L rồi. Nên các em phân biệt hai cái đấy nhá. Lực hồi phục là lực đưa vật về vị trí cân bằng, còn lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng. Một thằng đưa về cân bằng, một thằng đưa về L0. Đấy. Cái thứ hai, lực đàn hồi cực đại thì luôn luôn là F max bằng K nhân mở ngoặc delta L cộng A. Nhưng lực đàn hồi cực tiểu thì các bạn phải so sánh delta L với A. Nếu delta L lớn hơn A thì ta sẽ có công thức là F min bằng K nhân delta L trừ A. Nhưng nếu delta L mà nhỏ hơn A thì ta sẽ có F min bằng 0. Lực đàn hồi lụy sẽ bằng 0, nhỏ nhất khi delta L nhỏ hơn A. Được chưa? Đấy. Và lúc đấy nếu có muốn tính được lén thì ta sẽ có là K nhân A trừ delta L. Rất nhiều bạn nhầm nha. Hỏi lực đàn hồi nhỏ nhất thì nó bằng 0 khi delta L nhỏ hơn A. Nhưng nếu hỏi lực lén khi đó thì sẽ là gì? K nhân với A trừ delta L. Được chưa? Đấy. Thì lát nữa khi vào bài tập thì gặp bài nào thì thầy sẽ lại nhắc lại bài đấy cho các bạn để nắm được. Còn vừa rồi là thầy nhắc lại toàn bộ lý thuyết liên quan đến cái lực hồi phục và lực đàn hồi cho các em nghe lại. Các em hoàn toàn có thể mở lại cái video 6.1a để xem lại cái lý thuyết nhé. Bây giờ ta đến với câu 1. K biết ở vị trí cân bằng lò xo giãn, đây là delta L. Ở vị trí lò xo dài nhất, lò xo giãn 9, thì từ đây ta suy ra được A sẽ bằng 9 trừ 4 là 5. Cân bằng nó giãn 4, ở vị xa nhất nó giãn thêm 9, nó giãn 9 thì có phải là A sẽ bằng 5 không? Tính lực đàn hồi của lò xo khi lò xo có chiều dài ngắn nhất. Đấy. Thế thì ở đây ta thấy ngay cái gì? Delta L. Vì delta L nhỏ hơn A. Đúng không? Nên nếu người ta hỏi lực đàn hồi min, F min thì sẽ bằng 0. Nhưng người ta lại không hỏi F min nhé. Các em lưu ý cái cách hỏi ra rất là hay. Lực đàn hồi của lò xo khi lò xo có chiều dài ngắn nhất. Chiều dài ngắn nhất nhé, chứ không phải F min. Thế thì khi đấy người ta đang hỏi em là gì? Lực lén. Ở vị trí lò xo chiều dài ngắn nhất thì lò xo đang xuất hiện lực lén. F lén sẽ bằng K nhân với A trừ delta L. Chính là cái vấn đề thầy vừa nói đấy. Xong rồi. A là 5 trừ delta L là 4 là 1 cm. 1 cm mà nhân với 100 newton trên mét thì bằng 1 newton. Ta có đáp án A. Đấy. Như đến đây các em phải lưu ý có hai cái hỏi. Hỏi lực đàn hồi nhỏ nhất thì bằng 0. Nhưng hỏi lực đàn hồi ở vị trí chiều dài ngắn nhất, tức là đang hỏi lực lén. Được chưa? Còn từ N0 mà hất xuống thì sẽ là lực giãn. Đúng không? Đấy.
Vì khi treo thì nó sẽ có hai trạng thái là giãn và lén trong quá trình chuyển động mà, đúng không? Được chưa? Các em hết sức lưu ý ngay từ câu 1 đã có cái bẫy ở đây rồi. Đấy. Câu 2. A biết, T biết, M biết. Giá trị lớn nhất của lực đàn hồi tác dụng của quả nặng. Ôi, hỏi giá trị lớn nhất thì F. Lớn nhất chỉ có một công thức thôi, không cần phải phân biệt. K nhân delta L cộng A. F max bằng K nhân delta L cộng A, đúng không? Bây giờ ta xem ta có những cái gì rồi. Bây giờ phải đi tính K. Vì đề chưa cho mà, đúng không? Thế K bằng gì? Hơi lòng ngoằng. K bằng 4 pi bình m trên t bình bằng, máy nhá, m bằng 0,4, pi bình bằng 10, là 4, 4 bằng 16, 16 mà t bình bằng 1 phần 2 bình 1 phần 4, 16 nhân 4, đấy thì ta được 16 nhân 4 là 64, K bằng 64. Delta L lại bằng gì? Delta L bằng MG trên K hay bằng G trên omega bình đi. Thôi ta lấy MG trên K nhé. Vì K ta tính rồi mà. 0,4 nhân 10 chia cho 64. 4 chia 64 thì sẽ bằng gì? 1 phần 16. 1 phần 16 mét đấy. Được chưa? Thế thì ta sẽ có F max bằng, phải bấm luôn này, 64 nhân với delta L là 1 phần 16 cộng A bằng 4 cm thì sẽ là 4 phần 100. Các em lưu ý rằng K đơn vị ở Newton trên mét thì cả delta L với A đều phải đổi sang mét. Như vậy ta có 6,56 Newton. Được chưa? Đáp án D. Chứ còn để cm là các bạn sai ngay. Tiếp tục ta đến với câu số 3. Ta đến câu số 3 này. Một con nắp lò xo treo thẳng đứng, dao động với biên độ 5, chu kỳ 0,5. M biết. Được chưa? Như vậy là biết A. Do vừa rồi bị đầy thẻ nhớ nên hai cái câu 3 và 4 nó không lưu, thì thầy nói lại hai câu 3 4 nhá. Thầy không để ý lúc quay, không để ý nó bị đầy thẻ nhớ. Câu 3 người ta cho gì? Cho M, cho G, cho chu kỳ, thì thầy từ chu kỳ 0,5 thầy tính được K bằng 4 pi bình nhân gì? Nhân với M chia cho T bình thì tính được K bằng 32. Delta L thì bằng MG trên K. Thay số vào thầy tính được là 1 phần 16. 1 phần 16 mét này chính là 6,25 cm. Và ta thấy rằng nó lớn hơn A. Thế khi nó lớn hơn A thì lực đàn hồi nhỏ nhất sẽ là công thức F min bằng K nhân delta L trừ A, đúng không? Đấy, khi delta L mà lớn hơn A thì F min sẽ bằng K nhân delta L trừ A. Còn khi delta L nhỏ hơn A thì F min sẽ bằng gì? F min sẽ bằng 0. Thế ta thay số vào luôn này. Vì ta đã tính K rồi nên 32 nhân với 6,25 trừ 5, xong các em nhớ chia 100 vì phải đổi cm sang mét thì ta sẽ được là 0,4 Newton. Được chưa? Đấy là nội dung câu số 3. Câu số 4 cũng tương tự như vậy, nhưng các em phải lưu ý ở đây người ta hỏi lực phục hồi. Hỏi lực phục hồi nhá. Lực phục hồi là lực mà đưa vật về vị trí cân bằng. Do đó nó sẽ không liên quan gì cái delta L trong công thức cả. Vì đưa vật về vị trí cân bằng thì nó sẽ là công thức F bằng K nhân X. Được chưa? Thế đầu tiên thầy sẽ tính delta L này. Bằng G trên omega bình, ta được delta L bằng 2,5 cm. Mà ta có chiều dài 35 thì bằng gì? Bằng L0. 35 này sẽ bằng L0 cộng delta L cộng X. L0 30, delta L 2,5 thì ta tính được X bằng 2,5 cm. Được chưa? Đấy, biết X rồi nhá. Bây giờ ta đi tính K. Ta có omega bình bằng K trên M. Thế thì K bằng M omega bình. Ở đây là thầy lại tính theo cái công thức là 4 pi bình M trên T bình. Nhưng các em có thể thay luôn bằng gì?
từ omega m để tính ra nhanh hơn. Thế thì từ đây ta tính được k này. F phục hồi sẽ bằng k nhân x, và x thì nhớ để đơn vị mét cho thầy, vì k đơn vị là newton trên mét. Do đó em phải lấy x là 2,5 chia 100. Từ đấy ta bấm máy thì ta ra được là lực phục hồi bằng 2 newton. Đấy, như vậy là nếu bạn nào mà không hiểu rõ khái niệm lực đàn hồi và lực phục hồi ý, thì các bạn lại lấy F bằng K nhân delta L cộng A trong trường hợp này là sai. Được chưa? Đấy. Lực phục hồi là lực đưa vật về vị trí cân bằng. Thế để về vị trí cân bằng thì nó sẽ không liên quan gì đến delta L trong công thức này cả. Được chưa? Đấy. Các em nhớ cái công thức này cẩn thận cho thầy nhé. Tiếp tục, ta đến với câu số 5. Tiếp tục, ta đến với câu số 5. K biết, omega biết, A biết, chiều dương hướng lên, lực lò xo tác dụng lên điểm treo khi vật ở ly độ dương và có tốc độ 80. Đấy, như ở đây chắc chắn là liên quan đến x rồi. Đúng chưa? Thì ta sẽ có V bình bằng 80 bình bằng omega bình nhân với A bình trừ x bình. Từ đây thì tìm được x bằng 80 chia 10 là 8, đúng không? 8 bình là 64. X bình sẽ bằng 100 chia 64 là 36. X bằng 6 cộng trừ 6. Mà vật đang ở ly độ dương, đúng không? Ly độ dương thì ta bỏ giá trị trừ luôn. X bằng cộng 6. Lực lò xo tác dụng lên điểm treo khi vật ở ly độ dương. Lực lò xo tác dụng lên điểm treo thì đây phải hỏi lực đàn hồi. Được chưa? Vì nó cái điểm treo đấy thì nó sẽ cân bằng với tổng hợp lực tác dụng lên nó. Được chưa? Thì đây phải hỏi lực đàn hồi. Mà F đàn hồi thì sẽ bằng K nhân với delta L cộng x. Vì x đang ở vị trí gì? Dương 6. À, từ từ bình tĩnh. Tọa độ thẳng đứng nhưng mà lại chiều dương hướng lên trên. Chiều dương hướng lên trên thì vật lại đang ở cái vị trí gì? Đây. Đấy, câu này nó lại sẽ khác nhau ở cái việc mà chọn chiều dương lên trên hay xuống dưới đấy. A bằng 10. Đây là trừ A. Xin lỗi. Đây là dương A vì chiều dương hướng lên trên mà. Đây là 0. Thế thì vị trí 6 đây này, nó đang ở vị trí này. Đúng chưa? Đấy. Ở vị trí này là ở vị trí lò xo đang có xuống là bị lén. Nếu nằm ở bên dưới thì sẽ là delta L cộng x, nhưng nếu nằm ở bên trên thì sẽ là delta L trừ x. Trên hay dưới thì sẽ phụ thuộc vào cái việc vật có ly độ dương hay âm và chiều dương hướng lên hay hướng xuống. Nếu chiều dương hướng xuống mà ly độ dương thì rõ ràng lại ở dưới thì lại thành là gì? Giãn không? Đấy. Lên cái bài này nó có thể đổi ngược đề lại thành là chiều dương hướng xuống thì đáp số khác nhau hoàn toàn. Nên các em lưu ý cho thầy nhé. Đấy. Thế ở đây ta phải là trừ x. Mà delta L bằng G trên omega bình 10 trên 10 bình bằng 10 cm luôn. Được chưa? Thế thì thay số vào các em sẽ ra được F đàn hồi bằng 40 nhân với 10 trừ gì? Trừ 6, tất cả trên 100. Vẫn phải đổi sang mét thôi, đừng quên những cái việc như thế. 4 này, 44 16 này thì nó bằng 1,6. Đáp án C. Được chưa? Đấy. Ta thử tính với công thức delta L cộng x xem có ra đáp án ở trong này không nhá. Nếu ra thì các bạn dễ bị chọn sai đáp án đấy. 40 nhân với 16 chia 100 bằng 6,4. À, không có. Thế thì may. Bởi vì nếu có tính ra 6,4 các em thấy không có thì các em sẽ nghĩ lại ngay. Thì nếu mà ra 5,6 chẳng hạn cái thì dễ toang. Được chưa? Tiếp tục ta sang câu số 6. Ta sang câu số 6 này. Cho M chiều dương hướng lên trên vân vân. Người ta cho sẵn phương trình rồi thì mấy cái này tác dụng gì đâu.
Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vật nặng tại thời điểm vật đã đi được quãng đường 3 cm kể từ lúc t bằng 0. T bằng 0. Đây là để xác định ra x mà thôi, đúng không? T bằng 0 suy ra x bằng cốt của 2π trên 3 là trừ 1 phần 2 thì x bằng trừ 2. Mà lại phi âm thì chuyển động theo chiều dương. Đúng không? Thầy vẽ hình để các em nhìn. Đây là 4. Đây là âm 4. Đây là 4. Nó sẽ phụ thuộc vào việc chiều dương hướng lên trên hay hướng xuống dưới. Vật đang ở vị trí âm 2. Thế thì lại đang ở đây cơ. Và chuyển động theo chiều dương là đi lên. Đúng không? Đi lên. Đi được mấy? Đi được 3 cm. Đến đây là 2 thì đến. Đến đây là 1 thì quãng đường này là 3 cm. Có nghĩa rằng ta đang có x bằng 1. Đúng chưa? X bằng 1. Và lực đàn hồi F đàn hồi bằng K nhân với delta L trừ x. Vì x ở phía bên trên đang trong cái trạng thái đi vào quá trình lén nên nó phải là delta L trừ x. Được chưa? Đấy. Thế delta L bằng Mg trên K. Đây lại tính riêng delta L bằng G trên omega bình là 10 trên 10 bình. Thế lại bằng 10 cm. Đúng chưa? Ta lại phải đi tính K rồi. K sẽ bằng gì? Omega bình bằng K trên M thì K bằng M omega bình là bằng 0,1 nhân 10 bình. Thì bằng 10. Được chưa? Thế ta thay số vào là bằng 10 nhân với 10 trừ đi 1 là 9. Đúng không? 1 cm phải đổi mà. 10 trừ 1 là 9 này. 9 nhân 10 mà chia 100 thì bằng 0,9 newton. Ta có đáp án A. À. Được chưa? Như vậy là cái câu số 6 này thì cũng tương tự như câu số 5. Nó phụ thuộc vào cái việc chọn chiều dương hướng lên trên hay hướng xuống dưới. Công thức sẽ đổi lại thành delta L trừ x hoặc delta L cộng x. Được chưa? Đấy thì các em lưu ý cho thầy. Đối với những cái dạng như này. Nhìn thì tưởng là dễ. Nhưng thực tế ra là gì? Nếu bạn nào không chắc kiến thức và đọc không kỹ đề thì sẽ đều dẫn đến sai sót hết. Được chưa? Tiếp tục. Ta đến với câu số 7. Một con nắp lò xo có vật nặng M biết. Theo phương thẳng đứng omega biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng. Đây là Vmax rồi đúng không? Vmax bằng omega A. Thế thì A sẽ bằng gì? 5 cm. Lấy 50 chia 10 mà. Lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình dao động có độ lớn đã động đến lực đàn hồi cực tiểu thì phải hai trường hợp. Em phải kiểm tra mối quan hệ giữa delta L và A. Thế thầy sẽ có delta L bằng G trên omega bình 10 trên 10 bình bằng 10 cm. Và rõ ràng là delta L lớn hơn A. Thế thì F min sẽ bằng K nhân delta L trừ A bằng K thì lại bằng M nhân omega bình, chính là 0,5 nhân omega bình là nhân 10 bình. Đây là K. Nhân với delta L trừ A là 10 trừ 5 trên 100 bằng. Đấy, các em lưu ý nhá. 100 mất này. 5 nhân 0,5 thì bằng 2,5 newton. Được chưa? Vậy ta có đáp án B. Còn nếu mà delta L mà nhỏ A thì các em sẽ chọn số 0. Nếu delta L nhỏ A thì các em sẽ chọn số 0 ngay. Được chưa? Câu 8. Câu 8 này. Một lò xo có M biết. Vật dao động điều hòa có phương trình. Khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là. Thế thì phải xem chiều dương như nào. Chọn trục OX thẳng đứng. OX thẳng đứng gốc O ở vị trí cân bằng. Vật dao động điều hòa trên OX với phương trình. Không nói gì thì ta sẽ hiểu chiều dương là gì. Chiều dương là chiều hướng xuống dưới. Khi vật ở vị trí cao nhất thì có nghĩa là nó đang ở biên âm.
vật ở vị trí cao nhất thì đang ở biên âm. Bây giờ các em phải đi tính delta L rồi thầy. Delta L bằng G trên omega bình. 10 trên 10 bình thì chính là 10 cm. Delta L 10 cm. Thì khi vật ở vị trí biên âm là âm 6 mà delta L bằng 10 thì nó chỉ còn giãn có mấy? Giãn 4. Thầy mô tả. Đây là vị trí cân bằng. Đây là vị trí A. Thì đoạn này là 6. Nhưng mà cái đoạn này là gì? 10. Đây là vị trí L0. Thì đây là delta L mà. Thế thì nó đến vị trí âm A này thì nó còn giãn 4 cm mà thôi đúng không? Thì ta sẽ có F đàn hồi bằng K nhân với delta L trừ A. Đúng không? Ở đây K chưa có thì ta lại phải tính là M nhân omega bình là 0,2 nhân 10 bình nhân với 10 trừ 6 chia cho 100. Được chưa? Như vậy là 4 nhân 0,2 thì bằng 0,8 newton. Ta có đáp án D. Đấy, các em lưu ý cho thầy nhé. Đúng ra đề này thì cẩn thận hơn nữa thì phải lên cho là chiều dương là hướng xuống dưới. Còn nếu không cho thì ta sẽ hiểu là chiều dương xuống dưới. Vì sao? Vì thí nghiệm của con nắc lò xo trong sách giáo khoa người ta lấy là chiều dương của trục Ox hướng xuống dưới. Được chưa? Nên không nói gì thì sẽ mặc định là theo thí nghiệm sách giáo khoa. Đấy. Tiếp tục ta đến với câu số 9. Omega biết, G biết. Khi vật qua vị trí 2, V bằng 40. Thế cái này để tính ra A đây mà, đúng không? Thế thầy cứ tính A trước này. V bình bằng omega bình nhân với A bình trừ X bình. 2 là 4. 4 cộng 4 là 8. A bằng 2 căn 2. Biết A bằng 2 căn 2. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. À, thế thì lại phải đi tính delta L để so sánh đúng không? Delta L bằng G chia cho 20 bình bằng 400. 100 chia 400 là 4, 10 chia 4 là 2,5 cm. 2,5 cm mà 2 căn 2. 2 căn 2 bằng 2,8. Như vậy A lớn hơn delta L. A lớn delta L thì F sẽ bằng 0. Suy ra F min bằng 0. Được chưa? Đấy, không cần tính K nữa làm gì cả. Chính vì không phải tính K nên đề lại không cho M. Em thấy không? Nên nếu tinh ý thì các em có thể chọn được số 0 luôn. Có cho M đâu mà tính. F bằng K nhân delta L trừ A hay là K nhân delta L cộng A hay là bằng 0 thì chỉ có trường hợp duy nhất bằng 0 thì không cần phải biết K bằng bao nhiêu cả. Đúng không? Chính vậy mà đề không cho M. Đấy. Nên khi nào các bạn làm quen rồi các bạn sẽ nhận ra được có những cái mà nếu mình thuộc, mình nắm chắc được kiến thức thì có thể mình sẽ có cái mẹo để làm nhanh được nó. Được chưa? Đấy. Ok, tiếp tục. Ta sang câu 10. M biết vật dao động điều hòa trên OX với phương trình X bằng 8 cốt 10. Khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi lò xo ở vị trí cao nhất thì lại ở vị trí biên âm rồi đúng không? Ta lại phải đi tính delta L thôi. Delta L bằng Mg trên K bằng G trên omega bình. 10 trên 10 bình thì vẫn là 10 cm rồi. Thế ta sẽ có F. F min. F đàn hồi đi. Bằng K. K thì bằng gì? M nhân omega bình nhân với delta L trừ A. 10 trừ 8 trên 100 bằng 2 nhân 0,5 là 1 newton. Ta có đáp án C. Đấy. Tiếp tục ta đến với câu 11. Những câu như thế thì quen rồi. Những câu như câu 10 ta làm mấy lần rồi đúng không? Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm T bằng 0,1. Thế thì chắc chắn là phải đi tính X rồi. Nó cho phương trình mà. T bằng 0,1 suy ra X bằng 10 0,1 là pi. Pi trừ pi trên 3 là 2pi trên 3. Cốt 2pi trên 3 là âm 1 phần 2 nhân 4 là âm 2. Như vậy là vật đang ở vị trí âm 2.
đúng không? Đấy, mà lại chiều dương hướng lên trên nhá. Đấy, những cái bài này thầy vẽ hình để các em phân biệt này. Đây là 4 trừ 4 chứ. Đây là 4, chiều dương hướng lên trên mà. Nó đang ở vị trí âm 2. Em thấy rằng âm 2 là ở dưới vị trí ô, đúng không? Thế thì F đàn hồi sẽ bằng K nhân với delta L cộng X. Được chưa? Đấy, dưới vị trí ô thì là cộng, còn trên vị trí ô thì trừ. Đấy, còn đâu nó muốn chiều dương lên trên hay xuống dưới thì tùy. Các em cứ xác định được là vị trí nó đang là ở trên hay dưới điểm ô thôi. Thế bây giờ ta tính là K bằng 0,1 nhân omega bình. Omega 10 bình. 10 pi bình. Nhân với delta L. Thế rồi lại phải đi tính delta L thôi. Delta L cộng X. Delta L bằng này. G trên omega bình. 10 bình pi bình. Bằng. Xong rồi em đổi luôn sang cm thì bằng 1 cm luôn. Như vậy bằng 1 cộng với x. Nhớ chưa? Delta L cộng x mà. Nhớ rằng cộng x thì ta phải tính x là độ lớn là 2 chứ không được là âm 2 nhá. Chia 100. 100 100 mất đi 10 thì bằng 3 Newton. Ta có đáp án A. Đấy, thì có một số cái cần phải lưu ý các em này. Xác định được vị trí của x và dựa vào cái việc chiều dương hướng lên hay hướng xuống để xem là vị trí đấy nằm bên dưới ô hay bên trên ô. Nếu bên dưới ô thì là delta L cộng x, bên trên ô là delta L trừ x. Cái thứ hai, mặc dù là x âm nhưng mà độ giãn của lò xo thì các em phải lấy trị tuyệt đối của x. Nó sẽ giãn 2 cm đến vị trí âm 2, chứ không phải là em lấy x bằng âm 2 ở đây, thay vào là 1 trừ 2 thì nó các em sẽ sai hoàn toàn. Được chưa? Lưu ý nhá. Tiếp tục ta đến với câu số 12. M biết, phương trình biết lực phục hồi tác dụng lên vật vào thời điểm. Vẫn vậy thôi đúng không? T bằng 0,5 suy ra x bằng cos của pi trên 2 bằng 0. X bằng 0 à? Thế thì nó đang ở vị trí nào đây? Lò xo này đang là lò xo nằm ngang nhá. Các em lưu ý không nói gì thì là lò xo nằm ngang. Mà x bằng 0 chính ở vị trí cân bằng. Thế ở vị trí cân bằng thì ta có F đàn hồi công thức bằng K nhân x. Nhưng x bằng 0 rồi thì nó bằng 0 luôn. Như vậy là đáp án D. Chứ đừng ai lại đi tính delta L nhá. Vì làm gì có delta L mà tính. Lại G trên omega bình là chết đấy. Được chưa? Lò xo treo thẳng đứng thì người ta phải ghi rõ. Còn nếu không nói gì thì mặc định đấy là lò xo nằm ngang. Mà bài toán nằm ngang thì rất đơn giản. Được chưa? Tiếp tục ta đến với câu số 13. K biết, M biết, cho vật dao động. Đây là lò xo treo này, thế các em thấy cứ bài nào nó treo thì phải ghi rõ thôi. Biên độ A biết thì lực đàn hồi lò xo cực tiểu và cực đại là. Cái cực đại thì dễ. Cực đại thì dễ tính. Nhưng mà ở đây có hai thằng cực đại giống nhau thì khả năng cao là tính ra một trong hai thằng này để nó bắt mình phân biệt là cực tiểu bằng 0 hay bằng 0,2. Như vậy rõ ràng là ta phải gì? Tính delta L. Mg trên K 0,05 nhân 10 chia cho K bằng 10. Thế thì có phải bằng là gì? 5 cm không? Và lớn hơn A bằng 3 cm. Thế delta L mà lớn hơn A thì F min sẽ bằng K nhân delta L trừ A. Bỏ ngay được 2 số 0 này rồi. 99,9% là đáp án C rồi. K nhân delta L trừ A bằng 10 nhân với 5 trừ 3 trên 100. Thế thấy ngay ra 0,2 không? Thế thì ta sẽ chọn được ngay đáp án C. Đúng không? Đấy. Tiếp tục này, ta đến với câu số 14. G biết, K biết. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo treo là. Thế thực ra con này là giải hệ phương trình rồi đúng không? 4 bằng K nhân với delta L cộng A. Và 2 thì bằng K nhân với delta L trừ A. Đúng chưa? Đấy. Thì giải cái hệ này các em sẽ tìm được gì?
tìm được delta L, tìm được A. Đúng không? Sau đó vận tốc cực đại Vmax bằng omega A. Tức là tìm A thôi đúng không? Đấy. Thế thì ta sẽ tính delta L bằng mg trên k trước đi. Thầy sẽ viết ở đây delta L bằng mg trên k bằng g trên omega bình. Đấy, thế là chưa tính được. Thế bắt buộc ta vẫn phải giải hệ này để ra delta L và A đã. Sau khi có delta L rồi thì mới tính được omega. Đúng chưa? Thế ta sẽ thay số vào đây để tính. Ta thay số vào đây để tính ra cái delta L cộng A. Lấy trên cộng dưới thì mất A này. Ta được 2 delta L bằng 4 chia 50 cộng với 2 chia 50 đúng không? 4 chia 50 cộng 2 trên 50 bằng, rồi em chia cho 2 thì delta L bằng 3 phần 50. 3 phần 50 thì chính là bằng, em nhân thêm 100 đi thì bằng 6 cm. Còn A sẽ bằng mấy? Thay vào này, lấy 4 trên 50 đúng không? Trừ đi 6 trên 100 thì A sẽ ra là gì? A sẽ bằng 2 cm. Đấy, giải hệ này rất là đơn giản, các em có thể tự giải được. Thế biết delta L rồi thì tính được omega đúng không? Thì suy ra omega bằng 10 mà chia cho gì? 10 chia cho 0,06. Omega bình sẽ bằng 10 chia 0,06 bằng 500 căn 3. Và căn của answer thì đây là omega. Đúng chưa? Vmax bằng omega A nhân 2 bằng 25,81 à. Nhưng mà đang thấy nó lẻ quá nhá. Ta sẽ xem lại chỗ này chút. Omega bình bằng G trên delta L. 10 chia cho 0,06. 10 chia 0,06 bằng 500 phần 3. 500 phần 3 mà là căn của answer. 10 căn 15 trên 3 đúng rồi. Omega nhân A. A bằng 2. A bằng 2 thì sẽ là 20. Ok. Ở đây thì chắc là sẽ bị sai đáp án rồi. Căn 5 thì có, nhưng mà phải có trên số, có số 3 đã. Vì 15 sẽ bằng 5 x 3 mà. Thì rút được gọn được căn 3 một lần thì mẫu phải là căn 3. Thì omega sẽ bằng 10 căn 15 trên 3. Vận tốc cực đại thì Vmax sẽ bằng omega A. Thì hai này nhân nhau 20 căn 15 trên 3, 28 phẩy mấy đấy. Đây này chắc là sai đáp án rồi. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực lén cực đại của lò xo. Lực lén cực đại. À, đây rồi. À, do mình viết sai chỗ này. Người ta bảo là lực lén. Lực lén, các em lưu ý này. Muốn có lực lén thì nó cái A phải lớn hơn delta L thì mới có lực lén cơ. Đúng không? Còn nếu A mà nhỏ hơn delta L ấy thì nó sẽ là lực kéo, vì lúc nào lò xo cũng bị giãn. Do đó ở đây phải là A trừ delta L. Ta đang theo thói quen ta viết là delta L cộng A cả delta L trừ A nên ta bị sai đây. Lực lén thì delta L phải trừ A. Chú ý ngay lại cái này này, các em phải chú ý lại, không các em sẽ bị quên. Đấy, thầy nhiều khi viết cứ theo thói quen còn sai. Lực lén thì suy ra sẽ là A trừ delta L. Được chưa? Thầy sửa lại nhá. Thế thì thằng này 6 thì thằng này chắc phải là 8 rồi. Hay thôi, ta cứ nhảy lại hẳn hoi đi. Lại lấy trên cộng dưới, 2 delta L chỉ tiêu đi. A phải bằng 6. A bằng 6. A bằng 6. Còn delta L của mình sẽ bằng mấy? Delta L
4 chia cho 50 này. 4 chia 50 trừ đi 6 chia 100 thì delta L bằng 2. Đấy, giải ra delta L bằng 2. Thế khi delta L bằng 2 thì omega thay đổi rồi, đúng không? Omega bình sẽ bằng gì? G là 10. 10 chia 0,02 căn bằng 10 căn 5. 10 căn 5 nhé. Thì V max bằng omega A 10 căn 5 nhân 6 thì bằng 60 căn 5. Đấy. Được chưa? Các em lưu ý một chút nhé. Ta chỉ cần nhầm một cái dấu thôi ở đây phát là thấy đáp số nó đã không ra rồi. Đấy. Lưu ý là lực lén thì cái biên độ phải lớn hơn cái delta L thì lúc đấy nó mới vượt qua được cái vị trí mà lò xo không biến dạng và ép cái lò xo lại đến vị trí bị lén. Được chưa? Hết sức lưu ý chỗ này nhá. Tiếp tục ta đến với câu số 15. K biết, M biết. K biết, M biết này. Đầu dưới lò xo từ vị trí cân bằng nâng vật lên 5 cm rồi buông nhẹ. Đấy là A đấy. Nâng lên rồi buông nhẹ là A. Giá trị cực tiểu và cực đại của lực đàn hồi. Thế cực đại thì chắc chắn là không đổi rồi. Thế chỉ có thể là 3 hoặc 5 thôi. Đấy, ta sẽ tính. Đầu tiên là tính delta L đi. Mg trên K 0,2 x 10 trên 20 bằng 2 trên 20. Đúng không? Là 1 phần 10 thì là 10 cm. Delta L 10 cm. Ở đây delta L lớn hơn A. Delta L mà lớn hơn A thì chắc chắn là ta có F đàn hồi min bằng K nhân delta L chia A rồi. K nhân delta L trừ A bằng, còn F max thì bằng K nhân delta L cộng A rồi. Luôn luôn như vậy mà, đúng không? Thế bây giờ ta chỉ việc thay số này. 20 nhân delta L là bằng 10 đúng không? Đổi là 0,1 trừ A là 5 là 0,05 bằng 1. F max K nhân delta L cộng A bằng 3. F max thì bằng 3. Như vậy ta có 1,3 đáp án C. Được chưa? Đấy. Tiếp tục. Ta đến với câu số 16. Ta đến với câu số 16 này. M biết vận tốc có độ lớn cực đại V max bằng omega A rồi. Tại vị trí có ly độ x bằng 4 thì thế năng bằng động năng. Câu này khó rồi đúng không? Thế năng bằng động năng. Đấy, động đến công thức này thì ta sẽ phải tìm ra A bao nhiêu đã. Biết A rồi thay lên đây mới tìm được omega. Thế thì ta sẽ có này. Nhắc lại công thức V kép D bằng N V kép T thì suy ra x bằng cộng trừ A trên căn N cộng 1. Động năng bằng thế năng thì N bằng 1. X bằng 4. 4 bằng A trên căn 2 thì suy ra A bằng 4 căn 2. Đấy, A bằng 4 căn 2. Mà V max bằng omega A thì suy ra omega bằng, lấy V max chia này. Đúng không? Nhớ đổi đơn vị. Cái này thay đổi sang cm đi. 0,2 x 100 là 20. 20 chia 4 bằng 5. Đúng không? 5 pi. Được chưa? Omega 5 pi. T lại bằng 2 pi trên omega. 2 pi trên 5 pi thì bằng 0,4. Như vậy suy ra T bằng 0,4. May quá có mỗi một đáp án có số 0,4 nên không cần phải tính F. Còn nếu tính F cực đại thì lại là K nhân delta L cộng A, đúng không? Omega có, M có, tính được K, A có, omega biết rồi, tính được delta L. Đấy, thì mất thêm hai cái dòng phép tính nữa. Nhưng ở đây lại có mỗi một thằng có 0,14 thì ta chọn được luôn. Được chưa? Đấy, bắt đầu nó kết hợp các cái công thức ở cái phần dao động điều hòa vào liên quan đến năng lượng. Các em phải nhớ được. Không nhớ thì tính sẽ lâu thôi, đúng không? Thì ta lại phải đi tìm cái vị trí mà động năng bằng thế năng. Đấy, còn nếu nhớ được thì dùng rất là nhanh. Câu 17. M biết
Chọn ối hướng lên. Con nắp dao động điều hòa với phương trình. Trong trình rồi, lực tác dụng lên điểm treo tại từ điểm T thì lại đi tính x thôi đúng không? 10pi mà trên 30 là pi trên 3. Cos pi trên 3 1 phần 2 thì x bằng 5. X bằng 5 cm, dương 5 nhé. Chiều dương lại hướng lên. Đấy. Ghét nhất là cái hướng lên là ngược so với cái bình thường của mình là dễ chết lắm ấy. Âm 10. Dương 10. Ô. Ở vị trí 5 là dương 5. Ở vị trí trên ô thì F đàn hồi sẽ bằng K nhân với delta L trừ A. Trừ X, xin lỗi. Ở dưới là cộng, ở trên là trừ. Thầy nói rất nhiều lần cái này rồi. Thế thì K bằng 0,1 nhân với 10 bình nhân bi bình. M nhân omega bình mà. Nhân với delta L. Chứ thôi lại phải đi tính delta L rồi. Delta L bằng G 10 trên omega bình. 10 bình bi bình. Bằng 1 cm. Đúng nhỉ? 10 bình 100. Bi bình là 10, 10 trên 10 là 1 cm. Delta L mà bằng 1 cm thì ở đây F đàn hồi lại phải bằng là gì? K nhân với X trừ delta L cơ. X mình tính ra được tận là 5 cm cơ mà. Đúng không? Đấy. Thế thì ta lại phải là ở đây đóng trị tuyệt đối cho thầy đi. Thế thì ta sẽ lấy là 5 trừ 1 trên 100. 100 100 mất, bi bình là 10, 1, 4. 4 Newton. Ta có đáp án A. À. Được chưa? Đấy. Nhưng chắc chắn nó sẽ là delta L trừ X và ta sẽ đóng trị tuyệt đối nếu X lớn hơn. Nó không ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Câu 18. A biết, T biết, M biết, lực đàn hồi cực đại. F đàn hồi bằng K nhân delta L cộng A cực đại thì không cần quan tâm, nó chỉ duy nhất một công thức thôi. K bằng M nhân omega bình. Thế thì ở đây ta phải tính omega bằng T bằng gì? Có thể tính trực tiếp omega K luôn. Thôi được rồi. T bằng 2pi trên omega thì omega bằng 2pi trên 0,4 đúng không? 2 chia 0,4 thì bằng 5pi. Đấy. Thế thì tiếp tục ta phải tính delta L này. Delta L bằng G trên omega bình. 10 trên 25 bi bình và bằng 4 cm. 10 với bi bình là chỉ tiêu 100 trên 25 mà đổi sang cm mà. Thay số vào này. K bằng M omega bình đúng không? 0,2 nhân 25 bi bình nhân với delta L là 4 cộng 6 chia 100. 100 bi bình là 10, 10, 10, 100 hết. 25 nhân 0,2 là bằng 5 Newton. Được chưa? Bằng 5 Newton. Ta chọn được đáp án B. Đến tầm này thì các em quá quen rồi đúng không? Đấy. Ta chỉ xem có câu nào mà có cái chỗ nào nó bẫy bẫy mình thôi, mình chú ý thôi. Câu 19. M biết, K biết, A biết, lực đàn hồi cực đại. Có phải treo không? Không nói gì đến treo đúng không? Thì đây làm ngang. F đàn hồi mắc bằng K nhân A. Được chưa? F đàn hồi mắc thì bằng K nhân A. À, đây đây, có từ treo, có từ treo. Đó, giấu sau cái chữ M này, mình bình thường nhìn lướt qua thôi. Thế thì K nhân với delta L cộng A. Treo thì cộng thêm delta L vào. Đúng không? Đấy. Bằng 100 nhân với A bằng 8 là 0,08. Delta L bằng MG trên K. 0,2 nhân 10 là 2. 2 chia 100 là 1 phần 50. Đúng không? Đấy. 2 chia 100 chia 0,02. Thì đây là 0,1 nhân 100 thì bằng 10. 10 Newton.
Tiếp tục câu 20. Khiếp, nói liên tục nhiều mỏi mồm quá. M biết, K biết, A biết, lại hỏi lực đàn hồi cực đại, vẫn là treo mà lại hỏi cực đại. Chán đấy nhỉ, tính mãi thôi đúng không? F max bằng 100 nhân với A là 0,03 cộng delta L là MG trên K, 0,5 nhân 10 trên 100. Đúng không? Đây là 0,05, 0,08 nhân 100 là bằng 8 Newton. Câu 21. Câu cuối cùng này. Câu cuối cùng của cái dạng này. Nào. L0, ủa ơi, L0 125 cm kìa. Cái lò xo này dài quá. Cho phương trình tỷ số giữa độ lớn, lực đàn hồi lớn nhất và lực đàn hồi nhỏ nhất là 7/3. Thế chắc chắn là không có số 0 rồi đúng không? Lực đàn hồi lớn nhất và lực đàn hồi nhỏ nhất là 7/3. Tìm omega và chiều dài lò xo ở thời điểm t bằng 0. Đấy. Thế ở câu này cũng hay hay mà thầy không bớt chỗ viết rồi. Thế thầy chỉ giải thích cái chỗ mà tỷ số giữa lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất nhé. K nhân delta L cộng A chia cho K, lực đàn hồi nhỏ nhất chắc chắn không phải bằng 0 thì nó sẽ là delta L trừ A, hoặc là A trừ delta L. Được chưa? Hoặc là A trừ delta L nhé, bằng 7/3. Omega chưa biết nhưng A biết rồi, đúng không? Đấy. Thế thì A bằng 10. Em thay vào đây tính được delta L cho thầy. Thay vào tính được delta L. Ta cứ xét trường hợp là delta L trừ lớn hơn A đi. Thì gọi là gì? Delta L cộng 10 trên delta L trừ 10 bằng 7/3 không? Bấm máy này. X cộng 10 trên trừ 10 trừ 7/3 sip can. Delta L bằng 25. Được chưa? Delta L bằng 25 cm, mà delta L thì bằng gì? G trên omega bình. Thì omega bình sẽ bằng G trên 0,25. 10 chia 0,25 bằng căn answer bằng 2 căn 10 chính là omega bằng 2π. 2π. Thầy bỏ được đáp án C và D. Xong rồi nhá. Bây giờ đi tính chiều dài tại thời điểm t bằng 0, thay 0 vào đây. X bằng 5. Đúng không? T bằng 0 suy ra x bằng 5. Thế chiều dài của nó có phải là gì? L bằng L0 cộng delta L cộng x không? 125 cộng 25 là 150. 150 mà cộng x thì ra 155 chưa? Đáp án A. Được chưa? Đấy, thầy làm tắt một chút, các em nghe là cũng có thể viết lại được rồi. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho em cái nội dung gì? Nội dung của dạng số 4, đó là lực phục hồi và lực đàn hồi. Và đây là một trong những cái nội dung bài tập khó. Bản thân sau khi xem xong cái video thầy chữa thì các em thấy rằng đúng không? Cái dạng này nó khó hơn những cái dạng 1, 2, 3 rất là nhiều. Đấy, bởi vì ta tính toán rất nhiều chỗ lắt léo. Được chưa? Nó còn phụ thuộc vào xem đấy là chiều dương hướng lên hay hướng xuống. Lực đàn hồi là nhỏ nhất thì bằng 0 hay là bằng K delta L trừ A, hoặc là lực lén thì lại bằng K nhân A trừ delta L chẳng hạn. Đấy, nên có rất nhiều cái chỗ mà các em cần phải lưu ý. Các em lên viết những cái cần chú ý ra một cái quyển sổ nhỏ cho thầy, để sau này mình có thời gian mình đọc lại. Được chưa? Đấy.